11 thì chỉ muốn là đi chơi rồi bạn bè này nọ thôi, nhưng mà lúc nào Ngọc thì cũng đi chơi bạn con là lên đi theo, đi theo xong cái sà nẹo cái mà kiểu có chịu không? Đi đâu cũng đi theo á. Cái kỳ sau này đi đâu cũng đi theo. Ủa anh đi đâu vậy? Đi chơi với bạn anh. Ừ chứ em đi theo chứ. Rồi xong cứ phải đều theo. Lớp 9 á là con đã khẳng định luôn kiểu ông này sau này sẽ là chồng mình. Con nói là cưới người nào phải giống bố con á. Ông này y chang luôn. Anh bị bệnh lao à. Dạ, bị anh bị lao kháng thuốc. Dạ. Ồ vậy hả? Con đâu có biết đúng không? Dạ con biết luôn. Mà mẹ Ngọc nghe hai đứa quay lại, mẹ Ngọc rất là lo tại vì con gái mà mình đâu có muốn giao cho một người mà không có tương lai. Dạ 8 tháng rồi. Chương trình này phát ra là chắc ăn đầy tháng bạn luôn rồi đó. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ngày hôm nay và cô Hồng Vân cũng như là chú Quốc Thuận. Con là Đinh Chí Thành, thì công việc hiện tại con là đạo diễn hình ảnh. Thành là năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 25 ạ. Rồi mời con giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, năm nay con 22 tuổi. Con là dancer, hiện tại công việc chính con là nội trợ. Khi mà sanh em bé bao nhiêu lâu thì con sẽ tiếp tục trở lại cái nghề của dạ, mình? Dạ tại vì hiện tại thì con có một bé gái ở nhà rồi. Bé này bé thứ hai à. Bé gái mấy tuổi? Dạ năm nay là được 3 tuổi à. Ông thì làm hình ảnh, một cô thì là nhảy. Đó, dancer thì làm sao mà gặp lại nhau? Không, nhưng mà vấn đề là tụi nó yêu nhau rất là sớm, đúng không? 18 tuổi yêu nhau. Là 19 tuổi có con á. Còn đó, trước đó là các bạn đó là Thanh Mai Trúc Mã. Ví dụ vậy em đoán thử có phải không? Đi làm nghề chung với nhau và gặp nhau. Đúng không? Đúng dạ không? Em đúng. Em chuẩn bị từ mụ ăn bói luôn rồi. Đâu sao nè dạ. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ thật ra là lúc mà con học lớp 11 á là Ngọc mới học lớp 9 thôi. Thấy chưa, Thanh Mai Trúc Mã. Không mà hai đứa đúng. Không có học chung trường. Không có quen nhau luôn. Lúc đó con là một đứa đam mê nhảy, cũng là một dancer luôn. Dạ con lập một nhóm nhảy. Lúc đó thì cũng là học sinh mà tìm cái phòng tập rất là khó khăn. Cái vô tình lên cái phòng tập đó là cái phòng tập của Ngọc đang tập nhảy trên đó. Thuê trên đó tập. Vô thì mình vừa tập, xong rồi mình phải ra nghỉ giải lao nửa tiếng để cho nhóm của Ngọc vô tập. Xong cứ thay phiên nhau như vậy á, thì lên tập chung thì cái mình cứ nhìn, mình thấy là ồ, bà này mới nhảy đẹp quá, thích. Đó yeah. thì lúc đó là hai đứa mới biết nhau, cũng biết thôi nhưng mà cũng không có nói chuyện. Rồi xong rồi con có đăng lên trên Facebook á là mình thích nhảy cái bài này quá mà không có ai nhảy chung hết trơn á. Cái Ngọc mới bắt đầu vô hai đứa mới nói nhau. Comment yeah. Em có tập bài này rồi nè, em tập hết bài này luôn rồi. Đó xong cái hai đứa mới hẹn nhau ra công viên tập nhảy. Thì hai đứa Ngọc thì nhảy rất là giỏi. Rồi con nhảy thì rất là dở. Đó thì Ngọc sẽ dạy cho con cả phần của nam, Ngọc nhảy phần của nữ. Xong hai đứa nhảy chung với nhau, phần tập chung với nhau ở công viên. Xong rồi đụng tay đụng chân. Đúng rồi, xong rồi lúc đó rồi bắt đầu thích nhau trong công viên luôn, rồi quen nhau luôn. Nhưng mà nhìn coi như là nhảy đẹp nhưng mà cái gương mặt và cái dáng có đẹp không? Dạ lúc đó là nói chung là đẹp đốt, đẹp đều. Dạ. Thế còn con thì sao? Mà gặp ổng kiểu hơn. Mọi người nói anh này là nhóm trưởng nè. Con nói kiểu gì nhóm trưởng mà nhảy xấu vậy? Gì nhóm trưởng mà nhảy xấu vậy? Mà hồi đó ổng ốm cô, ổng ốm lúc đó chắc cỡ 5 mấy ký rồi. Ừ. 1m7 mấy có 5 mấy ký ông ốm nhơ mà nhỏ lắm, giống như cây tăm xe. Dạ đúng rồi. Mà được cái là biết ăn mặc, biết chân diện và cũng vậy đó, cái cũng mình cũng nói thấy cũng biết ăn mặc này kia nhưng mà được cái bị cái nhảy xấu quá. Tập với nhau một thời gian thấy cũng hợp tính kiểu này kia. Dạ, cái xong mày quen, cũng tìm hiểu cũng quen. Thì hai đứa quen nhau đến cũng được khoảng 3 tháng. Thì lúc đó con trong cái thời gian đó con cũng có bị bệnh lao. Lớp 11 thì chỉ muốn là đi chơi rồi bạn bè này nọ thôi. Nhưng mà lúc nào Ngọc thì cũng đi chơi bạn con là con đeo lên đi theo. Đi con theo xong cái sà nẹo cái mà kiểu có chịu không? Anh đi đâu cũng muốn đi theo á. Kỳ sau này đi đâu muốn đi theo. Ủa anh đi đâu vậy? Đi chơi với bạn anh. Ừ chứ em đi theo chứ. Rồi xong cứ phải đều theo. Thì lúc đó mình cũng cảm thấy 11 mình... không? 11 này lớp 9. Lớp 9 dạ. Dạ rất là ngại. Xong rồi cái kiểu như mình thấy là mình mất đi cái sự tự do của mình quá sớm. Cái kiểu lúc đó cái con mới quyết định là thôi hai đứa mình dừng lại đi chia tay. Lớp 9 á là con đã khẳng định luôn kiểu ông này sau này sẽ là chồng mình. Con nói là cưới người nào phải giống bố con á. Mà ông này y chang luôn. Có nghĩa là giày đồ hồi đó là giày này kia là ảnh chà hết. Đồ con này kia là ảnh chà hết mà ổng kiểu ổng chăm kỹ lắm. Biết là Ngọc thương mình rất nhiều nhưng mà mình lúc đó mình cũng muốn dành thời gian cho mình bản thân mình nhiều hơn. Xong rồi tận tới 3 năm sau hai đứa gặp lại nhau ở trong một cái nhóm nhảy, là nhóm nhảy của con luôn, là nhóm nhảy của con tập. Nhưng mà con nghỉ từng chừng 1-2 tháng gì đó để con làm việc và Ngọc lên xin vô nhóm tập và không biết trong con trong nhóm nhảy đó. Lúc đó là con đang có bạn trai luôn. Thì con xin vô cái nhóm này, con nói là chắc nhóm này không có ổng. Tập một thời gian cỡ một tháng, tự nhiên anh nhóm trưởng nói sắp tới Kiro quay lại nhóm nha em. Thì quay lại lên tập thôi. Cái ai nói có định quay lại không? Nói không chứ không quay lại đâu, kiểu hai đứa không còn tình cảm đâu, nghĩ vậy. Mà mẹ con nói với mẹ con thì mẹ nói hai tụi bay sắp sắp là thế nào cũng quay lại. Khi lần đầu tiên chạm mặt nhau thì lúc đó cái cảm xúc như thế nào? Dạ kiểu cũng bình thường, như anh em trong nhóm bình thường thôi. Mà dạ. Lúc đó thì con lại khác. Nhìn cái cảm giác cũng giống như lần đầu gặp vậy, kiểu lúc nào mình nó cũng soi nó nao núng sao một cái gì đó rất là thân thuộc, nên là mình cảm giác mình
nó bồi hồi lắm. Cái khoảng mà 3 năm chia tay nhau đó là em là do là lý do là em chỉ là ham chơi và không muốn có một ai đó coi như là sắp sáp với mình có như xà nẹo với mình. Dạ đúng hay rồi, là còn dạ lý đó do nào khác? Dạ anh bị bệnh lao à. Dạ, bị anh bị lao kháng thuốc. Dạ. Ồ vậy dạ. Hả con đâu có biết đúng không? Dạ con biết luôn. Nhưng mà cái bệnh lao đó của anh nó nặng như thế nào em? Dạ con bị đợt đầu tiên là chị 9 tháng. Xong rồi lần thứ hai con bị là con chị 12 tháng. Xong cái bác sĩ nói là cái này bị lao kháng thuốc rồi. Nên về chị điều trị lại từ đầu là thêm 2 năm nữa. Là cái quá trình chị 2 năm á là hai đứa sẽ gặp lại nhau. Và lúc đó thì thực sự là con rất là mình cảm thấy là mình rất là khó khăn trong cái việc chữa bệnh. Tại vì cái bệnh này thật sự nó không khó trị, nhưng mà nó bị cái là uống rất là nhiều thuốc. Và những người mà không trị được bệnh này là do không uống nổi thuốc. Thế là một buổi sáng mình mở mắt ra, mình thấy mình mở mắt chưa ăn gì là mình phải uống 15 viên thuốc. Rồi xong rồi mình phải chờ nó tiêu hết thuốc rồi xong mình mới bắt đầu mình được ăn sáng. Chưa uống nó mình nhìn thấy mình ói rồi. Nhìn thấy thuốc mình ói, nhìn thấy thuốc mình ói. Thì lúc đó cũng không có chơi dai được nhiều hết á. Thì bạn bè cũng mất hết luôn. Mà xong rồi lúc gặp lại Ngọc á thì Ngọc lại kiểu như là không có quan tâm tới cái chuyện bệnh của mình mà vẫn tiếp tục bên cạnh mình. Mình cảm thấy là tại sao mà một người mà luôn luôn bên cạnh mình mà cho dù mình không có gì trong tay, mình không có tiền bạc, không có công việc cũng như là lại cũng bệnh á, nên là Ngọc vẫn tiếp tục bên cạnh mình. Nhưng mà mẹ Ngọc nghe hai đứa quay lại, mẹ Ngọc rất là lo, tại vì con gái mà mình đâu có muốn giao trao cho một người mà không có tương lai. Thành nói cho con biết là Thành bị cái bệnh trạng như vậy đó, bệnh lao mà còn rất trẻ dạ. Như vậy đó. Thì lúc đó cái cảm xúc của nào? Không, con thì con cũng bình thường, tại vì lúc đó thì ảnh con có hiểu về cái bệnh lao dạ không? Biết dạ biết là không. Lúc mà sau 3 năm là cái bệnh tình của anh đã ổn lại một chút xíu rồi, nhưng mà ảnh còn rất là yếu con, yếu lắm. Một người đàn ông không có sức khỏe, không có công việc, rồi học vấn cũng đang bị dở dang á. Cái mẹ con cũng không có, mẹ con cũng lo kiểu sợ con mình khổ á, cái cũng không cho quen. Thì con cũng đấu tranh kiểu vừa áp lực việc học mà con cũng nói là thì giờ nếu mà mẹ không cho con quen thì con vẫn ở bên ảnh vậy đó, chăm sóc ảnh tới khi nào ảnh không còn nữa thì thôi. Yeah. Tức là mẹ đồng ý liền không? Yeah. Hay là mẹ cho con, mẹ phải bắt con kiểu một cái điều cũng kiện? Phải đấu tranh luôn con, đấu tranh một thời gian mẹ luôn. Thì không có đồng ý đâu, nhưng mà tại vì hai đứa con mới vô tình có một cái chuyện đó, nó vô tình thôi, nhưng mà nó thành lệ sự thật. Không, cái kiểu là hai đứa lúc đó còn trẻ thì thường là hai đứa nhắn tin nhau thì kêu vợ vợ chồng chồng. Cái kiểu vậy, một hôm cái mẹ Ngọc coi điện thoại cái coi được tin nhắn đó, cái kiểu nói rồi chắc người lớn thì người ta suy nghĩ lắm, nhưng mà kiểu như nhìn thấy vợ vợ chồng chồng cái kiểu là hai đứa này chắc ở với nhau rồi. Đó thì người lớn nên lại sợ cái chuyện đó. Nó nói rồi xong rồi kêu Thành qua nói chuyện, rồi đó cái kêu qua nói chuyện rồi hỏi gì đó, xong rồi mình thấy được nước vậy cái mình làm tới luôn, kiểu như xong cái mẹ Ngọc kiểu thôi nghĩ rồi lỡ rồi thôi cho cưới luôn. Coi như là mình dùng chiêu luôn. Dạ đúng không? Với lại dạ. Đó mẹ con khó lắm con, đi chơi xa cũng không được mà đi qua đêm cũng được. Con cũng nói muốn cưới là chỉ là để đi chơi, mẹ không cho quen thì cứ vậy đó. Cái mẹ con cũng kiểu thấy anh Thành hiền, với lại hồi đó tính con ngang lắm, mà ổng chịu được cái tính của con, cái mẹ nó ho kệ đi, kiếm được đứa chịu được cái tính nó là cho đi luôn. Là mẹ đồng ý rồi đúng không? Lúc mà cưới xong thì con cũng định là kiểu mình cũng sẽ tiếp tục cái công việc của mình này kia, rồi xong mà chơi đi, chơi cho đã vậy đúng không? Chơi cho đã đi. Dạ ai về bên nhà ảnh ba con á là ra vô vô ngày nào cũng nói. Trời, 3 tháng rồi nha, không thấy gì hết trơn nha, cứ về lâu rồi nha, không thấy gì nha. 3 tháng không thấy gì là không vui rồi. Cứ ra nó móc gì hoài, móc mình tới nỗi mình tức rồi mình nói thôi, giờ mình đáp ứng cho nên xong bộ phận con cháu rồi, rồi mình làm, mình gắng cố gắng, mình đẻ. Thành nó phải chuẩn chặt quá em à. Dạ. Nói tật xấu gì không em? Ảnh tật xấu của ổng thì không có nhiều mà cái nào cũng mệt mỏi. Cái nào xấu dễ sợ. Cái nào cũng mệt, dạ đúng rồi. Như nhiều cái hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Có nghĩa là ổng hay quên mà ổng cứ hay hứa lắm. Chẳng hạn như giờ con kêu ảnh, anh ơi xíu nữa anh rửa chén giùm em nha. Để đây đi xíu anh rửa liền. Cô biết không, 2-3 ngày sau cái chỗ đó vẫn y nguyên, nếu con không đụng vô là chỗ đó y nguyên luôn. Rồi đồ ăn đó rồi khi con lấy ra, anh ơi ăn nha. Em cắt cái cây ăn nha. Để đi anh ăn, là ngày hôm sau cái tô đó y nguyên luôn cô, để đó y nguyên luôn là để hư luôn đôi khi vậy luôn á. Chẳng qua là con lo làm á, tập trung làm á, lúc mà mình ngồi dựng phim chọt ngang vô cái gì cái nó bị đứt cái đường dây á, anh em làm dựng phim biết mà. Đứt cái đường dây cái mình làm cái nó bị sai liền á, nên mình phải tập trung mình làm xong hết không, luôn rồi xong mình quên luôn. Dạ. Rồi gì nữa nè, ổng dành hết cả thanh xuân cho cái phòng vệ sinh luôn. Như vậy là nặng lắm nha. Cái gì mà con biết vô ổng làm cái gì mà mỗi lần đi á là 30 phút ít nhất. Tìm ý tưởng đó. Dạ. Thiệt. Ý tưởng dùng phim. Ừ, ý tưởng á, nhiều khi dạ. Suy nghĩ y nãy dựng về đúng chưa ta? Không được, không được, phải đúng rồi, đó vậy đó. Thường những cái hiện tượng mà ngồi lâu, cởi thỏ mà lâu đó là một á là đọc sách. Hai là cầm theo cái điện thoại. Dạ. Để vào trong đó chơi game hoặc là được. Comment Facebook dạo. Dạ. Vô cái bị kiểu như là nhiều khi đăng clip lên xong cái nhiều người comment cái cũng ngồi lướt trả lời xong rồi nhắn xàm cái. Với lại một phần là nó cũng liên quan đến cái tật xấu đầu tiên là cái tật xấu hay quên đó, là Ngọc cũng làm trái cây này nọ sẵn để đó mà không bao giờ ăn, xong đâm ra là khó mới đi tiêu hóa. Tức là em nó bị từ cả nội cả ngoại. Quá. Đó. Khuya
chơi game. À, thức khuya không phải dựng phim mà là chơi game. Cái phổi yếu nha. Dạ đúng rồi. Cái phổi yếu không có thức khuya nha. Không phải là con không muốn tránh chơi game, nhưng mà có nghĩa là phải dành sắp xếp thời gian xong mình chơi mình cho hợp lý. Chẳng hạn như giờ 12 giờ xuống cũng được, 12 giờ là đã trễ lắm rồi, là mình xuống là vừa rồi. Không đâu cô, đôi khi 12 giờ 45 xuống, xuống xong bấm điện thoại tới gần 2 giờ 1 giờ mới ngủ. Được, nguy hiểm. Dạ đúng rồi. Này cũng cho phản biện lại xíu, xui lắm đó cô à. Nói chung là nguyên ngày không bao giờ chơi, từ sáng tới tối luôn, tới tận 10 giờ tối luôn. Mà thì thường là 10 giờ tối thì mới chơi, tại vì 10 giờ tối mới có bạn bè bắt đầu, bạn bè nó xong việc hết trơn rồi mình mới chơi chung, và tính thói quen của con là chơi với bạn bè, chơi chung mình mới chơi. Thì chơi tầm được 1 tiếng 2 tiếng, nhưng mà thường thì tụi nó cũng chơi trễ lắm. Mình 10 giờ mình rảnh rồi, nhưng mà mình tính là 11 giờ mình mới chơi thì tụi nó 11 giờ nó mới vô đủ mà, nên là mình ngồi mình làm phim tiếp. Xong rồi cái mình là ngồi làm đã thì bà ở dưới phòng bà đâu biết đâu. Rồi tụi nó vô đủ rồi, đủ rồi Thanh ơi vô. Xong vừa mới vô game cái mở cửa ra. Ủa chơi game hả? Dính. Ủa sao lên đúng lúc vậy, mà lần nào cũng vậy, lần nào mình lên ngay cái lúc mà mình vừa mới vô game xong đấy. Nãy giờ chơi 2-3 trận rồi đúng không? Chơi 2-3 trận rồi vô nói chơi có 1 trận nha, sợ sợ nha. Nó gọi xong cái mình kiểu thôi chơi được 1 trận xong xuống cũng ăn cục tức xong đi xuống chứ đâu thôi thì ra vợ lo nó đúng nè em. Dạ bớt nhưng mà cái phổi á là vậy nè con, ngoài cái chuyện uống thức khuya ra thì con tiếp xúc với cái sóng từ của màn hình á cũng không có tốt nha con nha. Dạ đúng rồi, phổi á đó nên con có phải cẩn thận. Rồi cái cờ trao tay tới bên này nè. Dạ tật xấu đây, đầu tiên là thèm ăn, cái là rất là xấu tính. Mình đang ngồi làm cái tức là ngồi cái kiểu nhay cho tới khi nào mình chở đi ăn thì thôi, ngồi cứ đập ốc len xào dừa. Cúc lộn xào me nghe hấp như đấy, con kẹt đọc thần chú gì hả? Dạ đúng rồi, con đọc nguyên cái danh sách kêu luôn. Mà khi nào mà mình đứng lên khỏi ghế thì thôi đọc kêu tụng kêu chịu hồi á đấy kêu gì. Cái này cô biện hộ chút xíu con ơi, cái dòng có bầu nó ngộ lắm con ơi, nó thèm không có bầu cũng vậy cô à. Không phải tại nó bầu liên tục con thấy à, bầu đợt là trước bầu liên tục. Dạ. Con không, nhưng mà cái em ngưỡng em mà ra đời một cái là em dính bầu kia rồi. Thôi bây giờ con ráng đi, ráng để cho nó thay qua nở nhụy đi con. Rồi tiếp tục. Dạ hay cáu đói bụng vô có hay cọc tính không? Không, đói bụng thì không cọc đâu, nhưng mà mấy chuyện cọc nó rất là tào lao. Tức là ví dụ kiểu, con nó đang ăn thì đút cho nó ăn, cái đút vô nó không ăn, tự nhiên hôm nay nó không muốn ăn thì nó không ăn thôi, tự nhiên vậy thôi đó, quay qua cọc mình chửi mình luôn đó. Cái vậy nói chung là những cái chuyện nó rất là đơn giản, quay qua chửi. Không phải, tôi biết không, chẳng hạn giống như là con bầu mình ngồi lâu không có được rồi, mà mỗi lần ăn là ba người cùng ăn, là ảnh ăn ảnh với lại bé ăn cùng lúc, con là đút cho bé rồi. Thì ảnh ăn xong, thay vì ảnh ăn á, ảnh ngồi ăn cho lẹ, sao nó em ơi em có cần anh giúp gì không, có cần anh cho con ăn không, em qua em ăn đi. Không đó cô, ngồi ăn bấm điện thoại, ăn xong cái cũng bấm điện thoại, kiểu mà ngay mặt mình mà không có phụ giúp mình cảm thấy khó chịu. Dạ đúng rồi, bực mình liền. Ok, còn cái sai nữa là khi mình biết mình sai nhưng mà vẫn không bao giờ nhận sai, kiểu như mình nói khi mà hai đứa gây lộn nhau á thì mình nói vấn đề, mình nói hết vô tật sai của chị luôn. Ok xong rồi im ru à, không nói xong cái tự nhiên lát nữa mình kiểu như bình thường lại mình cái lại ở anh ơi đi ăn nó kiểu vậy, không có chuyện gì xảy ra nhân viên gì của mình á. Ủa mà anh đâu có lật cảm xúc được như em đâu, anh đang rất là bực, xong rồi tự nhiên em quay qua bình thường với anh giống như không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Biết mình sai mà không bao giờ nhận sai, nó hỏi em biết em sai chưa, rõ ràng là sai nha, rõ ràng là chụp hình mình xong đăng lên Facebook mà mình không thích tấm hình đó, mình kêu xóa đi, xong cái không xóa, xong rồi lát một tháng lát hồi nó xóa, rồi anh hỏi em biết em sai chưa, chưa không biết sai hết trơn, có sai gì đâu, không bao giờ nhận mình sai, không bao giờ nhận, nhất quyết không nhận nha. Nhưng mà mình mà có sai là sao? Dạ, từ mình đúng xong thành mình sai luôn. Có những lúc ảnh nói mình sai thì cái kiểu thì nói lúc hai vợ chồng ở trong phòng với nhau thôi, còn ở đây không có đâu, như là có mẹ anh ở đó hay gì, ảnh cũng la con luôn, kiểu vậy mình cảm thấy là mình không thích cái vấn đề đó. Chẳng hạn như cái em con lên con nói con biết con sai rồi, con lên con em biết em sai nhưng mà anh đừng có la này kia, kiểu lớn tiếng trước mặt không, người khác. Này em phải vậy rồi, tại vì em một mình nói em không nghe, phải gọi đồng minh. Bây giờ sẵn là con mong muốn vợ thay đổi gì nè? Chắc là bớt càm ràm lại xíu. Ý là mong muốn là vừa bớt càm ràm nè, vừa thấy khi mình sai thì mình phải nhận. Nhưng mà dạo này cũng được một hai lần là có nhận rồi đó, bắt đầu mình nói nhiều rồi đó, xong bắt đầu với lại thấy suy nghĩ tiến triển, bắt đầu có tiến triển. Có ngộ ra nó có ngộ ra đúng không? Dắt ngộ. Rồi con sao? Dạ con thì em biết là em với anh đó là cưới nhau là quen nhau sớm, nên là hai đứa lúc có lúc cũng sẽ ham chơi với lại kiểu cần thời gian để thích nghi á. Cảm ơn anh đã sẵn sàng trưởng thành, thay đổi, thích nghi với để cho cuộc sống hôn nhân của tụi mình hạnh phúc như ngày hôm nay. Sắp tới là gia đình mình có thêm một cái thành viên nữa, thì hãy cùng em làm cái điểm tựa vững chắc cho hai đứa. Em thì em không có cần anh thay đổi gì đâu, chỉ muốn là anh biết sắp xếp thời gian của mình hơn, để mình nghỉ sớm, nghỉ ngơi sớm này kia, nó tốt cho sức khỏe của anh sau này và hiện tại thôi. Thật ra thì hôm nay tới đây thì con có muốn thực hiện một cái điều mà trước giờ hai vợ chồng chưa làm với nhau. Tức là hai đứa lúc đó mà lúc mà quen nhau thì giống như nói á, là xong rồi quen nhau xong rồi gia đình kêu cưới luôn, nhưng mà có một điều chưa làm là hai đứa chưa cầu hôn.
con chưa cầu hôn vợ. Hôm nay sẽ cầu hôn vợ. Trời hay quá. Chắc quỳ ha. Em à, trong suốt cái quá trình mà mình quen nhau và hiểu nhau á, em luôn luôn bên cạnh anh và đồng hành với anh, cho dù anh có khó khăn, sức khỏe yếu đi hay là công việc không ổn định, em luôn luôn bên cạnh anh, vẫn luôn ủng hộ anh trong mọi chặng đường của anh. Anh hòa hợp quá. Anh cũng hy vọng là em có thể cùng anh đi đến cuối chặng đường, luôn luôn bên cạnh anh và hai đứa con nữa. Có tặng nhẫn tặng nhiếc gì không con? Dạ là có đó. Cầu hôn là phải tặng có nhẫn nè đó. Có cái nhẫn nè. Nhưng mà xí nha, xí cho con nói trước nha, cái này cái nhẫn trơn thôi, tại vì đâu có mua nhẫn hộp sàn được đâu, biết sao không? Tại vì con nghe lời vợ lắm. Vợ con nói anh đi làm anh toàn để tiền anh mua máy quay rồi mua ống kính thiết bị không à. Anh không bao giờ mua vàng cho em á. Thôi giờ anh lo anh mua cho em một chỉ vàng được. Ừ, mua đúng chỉ. Ờ, vậy dạ rồi. Rồi. Dạ đó một năm một. Đó. Thực tế vừa luôn kìa. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, dễ thương quá. Thấy anh thấy Ngọc rất là xúc động, rất là những cái giọt nước mắt hạnh phúc nha. Wow. Anh trước tiên là anh xin cảm ơn hai vợ chồng em, chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông mãi mãi hạnh phúc như thế này. Cô chỉ nói chút xíu thành chỗ này thôi nha, có nghĩa là con không có đúc cho con được, nhưng mà theo cô ha, là trong bữa ăn á, con đừng chơi điện thoại, con ăn, nhưng mà con cùng với vợ con á là gọi là xúi dục cho bé con á nó ăn. Vợ con sẽ là người đúc cụ thể, nhưng mà con rồi sẽ là người hướng nó, định hướng cho nó là con ăn đi, con ăn đi này kia, thì nó sẽ rất là dễ thương. Chúng ta có rất là nhiều ý tưởng có thể thực hiện những kịch bản hay, vậy tại sao chúng ta không thực hiện những ý tưởng thật tuyệt vời cho gia đình chúng ta, dụ nó ăn. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm nay em 28 tuổi, hiện nay em đang là nhân viên văn phòng ạ. Còn em? Dạ em Trần Minh Tâm, em 29 tuổi, em quản lý bán hàng. Tâm Bích, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Là em là ngày đầu tiên mới vào xin vào làm việc ở tại công ty anh đang làm, và là thực tập viên ở tại cái nơi mà đang làm việc. Và anh cũng là người cũng hướng dẫn trực tiếp cho em. Hướng dẫn nhiệt tình lắm đúng không? Dạ không nhiệt tình lắm đâu. Không nhiệt tình sao không có cảm tình? Nói ra cũng hơi quế một chút xíu. Dạ trong ngày đầu tiên luôn phải nói là cực kỳ ấn tượng tốt bên này, đến mức mà mình nghĩ đây chính là cái người chồng lý tưởng của mình đã mơ từ bấy lâu nay. Nhưng mà qua ngày thứ hai là anh bộc lộ ra hết những cái tính xấu luôn. Nghĩa là hay nói bậy, rồi hay giỡn, rồi hay nói móc, rồi hay chọc ghẹo em mà chọc tức á, cho nên là rất là ghét. Và sau đó thì bắt đầu vô cái công việc á thì không có hợp nhau, cãi nhau thường xuyên, hay sau là coi như rất là ghét, ghét cay ghét đắng anh này luôn. Rồi sao đến được với nhau ta? Ta nói ghét của nào trời trao của nấy anh. Đến bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Nhưng mà từ thời gian yêu cho tới cưới là 2 năm. Tụi em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 6 tháng ạ. Chà, chắc có lẽ là chưa phát hiện nhiều về những cái tính xấu của người bạn đời của mình lắm. Dạ không có anh. Tại vì trước khi quen á là đã thấy được hết tất cả những tính xấu rồi, cho nên cực kỳ không có ưa. Em kể một vài tính điển hình của anh này hả? Đó là anh ta có một cái cơn điên, đó là tự kỷ. Tự kỷ. Tự kỷ là cái thứ nhất, cái thứ hai là quá cầu toàn, cái thứ ba là ga lăng với các cô gái quá mức cần thiết. Thì đó là những cái tính đúng xấu mà sau hôn nhân là đúng mình thấy. Tâm. Dạ cái này thì cũng đúng anh. Em tự kỷ cái gì? Ví dụ như trường hợp là khi mà anh này anh cầu toàn về công việc, cầu toàn mọi thứ trong cuộc sống, nên khi mà có cái sự việc gì đó mà nó không đúng với ý của anh á, anh về anh rất là khó chịu với mình. Nhưng mà mình không có lỗi gì hết, anh về cái anh im im, anh không có trút giận lên, nhưng mà anh không nói chuyện tới mình. Rồi anh cũng không có làm gì đá động gì tới mình hết. Nhưng mà khi mà mình nói anh ơi có chuyện gì vậy, rồi đi làm có stress hả, nói chung là mình rất là muốn anh chia sẻ cho mình bớt. Nhưng mà anh không bao giờ chia sẻ, mà khi mà mình đặt câu hỏi á thì bắt đầu anh nổi cơn điên lên. Bắt đầu là gây nhau rất là dữ dội. Mà gây đỉnh điểm tới mức là đập đồ. Dạ mà khôn lắm, dạ lựa đồ nào hết đá thì đập. Còn cái chuyện mà ra lăng với gái thì sao? Dạ có nghĩa là khi mà đi ăn với các bạn đồng nghiệp hoặc là các bạn cũ đó, thì anh là người cực kỳ chu đáo, cứ lo lắng chăm sóc cho các bạn. Rồi nhiều khi á, những cái bạn nữ đó đó rất là dễ hiểu lầm, nghĩa là nghĩ anh thích cái cô đó, cho nên thì có nhiều cô đã từng yêu ảnh mà anh không có đồng ý. Cho nên khi mà anh có vợ rồi á, thì những cái ánh mắt của cái cô đó đó giống như là đang tiếc nuối. Không phải chị hỏi nè, tức là anh ga lăng như vậy trước mặt em à? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà lúc đó thì đối với em thì ảnh có gọi là có ga lăng giống như vậy hay không? Dạ có, nhưng mà ít hơn. Em gấp cho vợ, lo cho người khác trước. Lo cho người khác trước rồi mới tới vợ hả? Dạ. Là cụ thể là như thế nào? Ví dụ như nhiều khi nói chuyện cứ vào gặp bạn là bỏ vợ luôn. Anh không nhìn tới mình luôn. Em là vợ anh không?
Dạ biết luôn, cho nên mình bị đứng một góc mà anh cũng không quan tâm tới mình luôn. Sao vậy Tâm? Cái này thì Tâm có muốn Thanh Minh Thanh Nga gì không? Dạ Thanh Minh Thanh Nga thì chắc không dám, tại vì lỡ làm rồi. Tại vì thực ra em thì ít có bạn, nhưng mà bạn thì lại bạn là bạn thân. Thì nhiều khi mình lâu gặp, tại vì tụi em cũng làm công việc nó hơi bận á, thì lâu gặp thì nhiều khi thì mình cứ đinh đinh trong đầu mình, cái cô này là bà xã của tôi rồi, thì mình cứ nhiều khi cứ vô tư anh em lâu ngày gặp quá. Rồi đôi khi lại quên hẳn đi vợ. Tại vì nhiều cô cũng không có được tế nhị cho lắm. Nhiều khi nói những cái câu mà không biết cố tình hay vô ý làm cho mình cực kỳ khó chịu. Thế là về vợ chồng gây nhau. Nên ví dụ như trong trường hợp là đang ngồi ăn cũng vậy, các cô lúc nào cũng gấp cho ảnh hết. Là gấp tới tấp trong khi mình ngồi kế bên. Thì vô tình có một anh bạn đó, anh nói rằng là sao bộ em không có nhìn thấy chị Bích ngồi kế bên hay sao? Mà em làm gì kỳ vậy, không sao chị Bích ghen hả? Thì cô đó cổ vô tư hay là cô cố tình không biết, mà cô cứ trả lời dạ lúc nào đi ăn với ảnh em cũng gấp cho ảnh quen rồi. Trả lời như vậy làm cho mình suy nghĩ không có mình rồi còn cỡ nào nữa ta. Cho nên là thành ra là em thì không phải là ghen mà cảm thấy rất là khó chịu. Thì hai vợ chồng nhiều khi gây lộn, nhưng mà em luôn luôn nói là em rất là tin anh, nhưng mà em không có tin những người xung quanh anh. Nói những cô bạn của Tâm có nghe chưa? Ủa Tâm, chị hỏi cái Tâm nè. Rồi tại sao em lại thích tự kỷ một mình mà em không muốn chia sẻ những cái mà em bực bội cho vợ em? Ngay từ bé em nói vậy rồi. Tức là cái khó khăn hay là cái suy nghĩ hay mọi cái định hướng về công việc hay học hành hay mọi thứ này kia nọ, em thích tự một mình em giải quyết. Nhiều khi là sợ nói ra là cái người thân bên cạnh mình á, thì người ta lại phải trút mang cái buồn phiền mà mình đang không thể giải quyết được. Là em không chia sẻ với bất cứ một người nào khác, chứ không phải là chỉ riêng với vợ. Dạ, có thể nói là như vậy luôn. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì đêm về có ảnh hưởng tới cái chuyện hai vợ chồng không? Thú thật thì chắc cũng có. Nhiều khi thì cái đầu mình nghĩ tới chuyện khác, thì cái vợ nằm bên cạnh thì nói chung là cũng cố gắng ôm vợ một cái rồi thôi, chứ không cái chuyện đó thì lại là mình tạm gạt nó qua một bên, phải lo trước cái việc công việc. Em hiểu và em có thông cảm cho chồng em. Dạ, thì khi mới cưới nhau về em rất là khó chịu, nhưng mà ảnh cứ không chịu sửa cái sai đó. Thì mình muốn giữ gìn cái hạnh phúc gia đình, cho nên thế là mình phải nhìn ảnh. Những khi mà ảnh về, thôi kệ ảnh đi, ảnh làm gì ảnh làm đi, mình đi làm chuyện khác. Không có khóc nữa, không có hỏi nữa. Tới khi ảnh tự động ảnh muốn nói thì ảnh nói, ảnh không nói thì thôi. Từ ngày cưới đến nay là bắt đầu tháng thứ hai là nhịn chứ bây giờ. Nhưng mà em nhắm là em sẽ nhịn mãi được không? Đối với em thì cái điều này em cũng cảm thấy mình tự tin, mình có thể nhịn được lâu dài. Không, cái này á, mình không xác định là nhịn nữa em. Dạ, tại vì cái này là chị nói em nghe nè, mỗi người mỗi một cái bản tính. Ví dụ vậy nè, nếu em không chia sẻ với vợ mà em chia sẻ với một người khác thì cái đó là em bậy. Nhưng mà khi mà bạn ấy tự giải quyết bằng con người của bạn á, thì đó là cái bản tính của bạn rồi. Có nghĩa là cái đó mình phải tôn trọng cái điều đó. Chứ mình không bắt người ta có thể bỏ được cái điều đó đâu. Đó, cho nên rằng mình không nghĩ rằng cái đó là mình nhịn, mà mình nghĩ là mình chấp nhận cái hành vi đó. Nhưng trong quá trình làm vợ chồng á, thì em luôn luôn phải làm sao tạo ra được cái điều mà ảnh phải thấy ở em một cái chỗ dựa, một cái nơi để mà ảnh có thể là chia sẻ được. Cái đó là cái tài của em đó, đúng không em? Một lúc nào đó em cảm thấy rằng em không thể một mình em gánh nổi những cái áp lực đó nữa, em sẽ nói là vợ ơi, anh nói em nghe nè, ngày hôm nay anh chịu hết nổi ở cơ quan rồi, là lúc đó em thắng. Ủa, chị hỏi em nè, bây giờ em đã có đôi lần chia sẻ với vợ em về những cái áp lực rồi gì? Đã chia sẻ lần nào chưa? Cũng có chia sẻ, nhưng tại vì hồi trước thì cũng làm chung đó, thì hai vợ chồng cũng biết về cái công việc nó như thế nào. Rồi nhưng mà sau này khi cưới về thì thấy là vợ nghỉ chỗ công ty của em rồi, chuyển về ngành du lịch làm lại rồi á, thì thấy là nhiều khi mình nói với vợ cái công việc của mình á, thôi khi thấy là vợ cứ giống như là nghe vậy thôi, chứ còn không có tham gia bình luận như hồi trước nữa. Thấy là tôi để mình làm thôi, tối ra là lại mang theo cái buồn nữa cho vợ, thì thấy thương hơn. Coi như hai người đều nghĩ về nhau hết, cuối cùng là không hiểu, không có tìm ra cái điểm chung đó. Hai đứa không có tìm được điểm chung. Thật ra là hôm nay qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi, anh hy vọng là các em sẽ hiểu nhau hơn. Hiểu mà không có làm được, anh em không có làm được. Anh nghĩ là sẽ làm được đó. Không, chị thấy như vậy nè, có một điều mà em phải thay đổi, đó là cái điều thứ ba mà vợ em đưa ra, là cái ga lăng quá với những người con gái khác. Tại vì chị nói em nghe nè, những người phụ nữ khác á, họ sẽ dựa vào cái cách hành xử của em để họ đối xử với vợ của em. Cho nên rằng qua những cái mà vợ em tâm sự sẻ chia thì chị nghĩ rằng vợ em như vậy là rất là văn minh trong cái việc mà trong cái việc hành xử đó. Chứ còn có những người phụ nữ khác, người ta không chịu được cái điều đó đâu, hoặc là người ta sẽ quậy tại chỗ, hoặc sẽ đứng dậy bỏ về. Cho nên rằng em chú ý đến cái đó một chút. Đó. Dạ, cái này thì em rất là rút kinh nghiệm. Đúng không? Đó là cái em cần sửa. Còn cái việc của kia thì em đã tự sửa rồi. Cái việc mà để dành cái không gian riêng cho chồng đó. Chúc tụi em hạnh phúc. Cảm ơn chị. Tôi quen của chị. Con rể tôi. Con rể út của tôi. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận.
em được chào không sao. Dạ. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai, mẹ Mai, mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ừ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Dạ, con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Dạ. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em dạ. em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực mà em hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Phận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được, không sao cả nghe, gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp rồi. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi ngụ là 33. Là 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Không, nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen cái... trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng, mới được có cái bằng cầm trong tay mà chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng ở luôn. Lấy lợi luôn. Đâu sao bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao, và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi, make up mặt nó rất đẹp. Make up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Thì á là con đầu tiên là con cảm thấy con vừa là thấy là con thấy sung sướng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ấy lúc mà nhìn vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm, nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy, mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì á cái lúc mà mình make up mà đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Lúc đó là còn xíu sắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết, lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết đến anh Tuấn chưa? Lúc đấy con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một lời ân oán đúng không? Là nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ừ, em hơn mọi lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Fan, đúng rồi, là big fan của phim nào của anh em cũng xem. Nói ra là xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào, nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè,
lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không, và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thích thôi ạ. Hơi thích thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích thích rồi đó. Nhưng là cả hai đứa đều gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên lạc liền, rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy các con, em đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau hôm đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng mất thích đi một chút đấy. Cô ấy, cô người ta mới 21 tuổi mà. Rồi, lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20 à? Vừa bước, đúng không? Vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu luôn không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà thời gian đến với cả bạn ấy thì là Quyên đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao? Là con quay xong rồi. À, đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11 12. Cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không mất luôn ý. Gần như còn không make up luôn. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn vâng nhau lúc đó đón đến đón có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu nữa, tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng, tức là nghiêm túc và trong rất sáng nghiêm túc, kín trong sáng. Cổng cao tường. Dạ. Tháng 11 gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết mà đi phổi nữa đấy. Rồi sao rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là có, tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy, đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc đấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi, rất là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn là ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong. Tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này. Sao lại mẩy nhở? Sao mẩy? Mẩy. Tiếng Bắc á, mẩy nhìn nó dẫn á. Mẩy. Nhìn nó hấp dẫn. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng... Rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi, ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều.
Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi tiếp, đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó chắc Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ nhung ảnh luôn. Khó ngủ. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Còn tại sao không? Sao con quay về, không quay về phòng trọ? Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Và mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện là mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác. Chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ, đúng rồi. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa quần về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Nhưng mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố lắm ạ. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái ấy. Cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ và giận nhau đúng không? Dạ. Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi to lắm cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn. Thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn, cũng có đến... tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá thì vợ em mới bảo là hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy có nghĩa là dọn nhà đi luôn á, đúng rồi. Tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi à, thế này thế nọ thế kia để ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là
mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, không. Tức là, ô thế chú không hiểu à? Ủa rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, đấy, cãi nhau thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ không thì... thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Vâng. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng rồi. Là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là em thực sự là em bảo, lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Và anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai. Và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả. Nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh, bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa tức luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá nên là nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Hay thả tim lắm cô ạ. À, bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi, đúng không? Chắc bị chặn chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi chứ. Khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em lúc bút thử hai vạch á. À lúc đấy là... mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim và chỉ ở nhà chăm vợ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó, thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó có là nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. Không là, hay là con làm KOL luôn, là quảng cáo sản phẩm rồi các thứ đấy.
đi chị tao hiểu không? Tự nhiên đụng cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào, mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời, hay quá. Và sao rồi vậy là em bé, có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả giấy rồi em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa rồi nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sau năm, sáu năm ạ. Con như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất không thích có một. Nó vẫn thích có một đứa gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghĩ nữa à? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều nhìn luôn ngứa mắt thôi, vợ lui ra để anh làm. Là ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, giúp việc cô giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay nhưng mà là anh là vừa làm vừa đi làm vừa ở nhà chăm đấy. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, có chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ, đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đúng rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Thế rồi. Nha. Rồi bây giờ rồi, tới đấy, cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu thì cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong á thì là có lèm bèm hay là có em hay là ngủ? Không lèm bèm về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy thì con rất là bực mình bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây, sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, là con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu ăn sinh nhật ăn sinh nhật bạn bè bạn bè là tác các thứ. Em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là anh hả? Ủa sao cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ?
lúc yêu thì cũng hơi hơi, lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bớt bớt, bớt bớt xong bây giờ bớt luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác ạ. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn nữa. Hay ngủ muộn, chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn ạ. Thế là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn ra là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ, một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bừa bộn đi ha, ngủ sớm nè, bớt lo thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra là ít thôi. Lúc chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút, con tự đúng rồi. Rồi lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi bây giờ tới Tuấn đó, cô ấy có tật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm, ghen rất ghen và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Con thì chỉ đôi khi là... tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Nhưng mà đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện nhắc cũ là đi. Mình đang sống thì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cách cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai của anh là anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim nghĩa là con bỏ lâu rồi ạ, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy nhá. Con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế, mà em cũng kiểu không thích là anh người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua kiểu anh đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, sao bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa ra cầm. Tức là như vậy là tôi hai vợ chồng em ok là, rồi. Hai vợ chồng em mà không có gần như là không có cái thật ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi, đúng rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Thế nhá. Cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là họ không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm.
Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, trời con xinh như thế. Con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi này. Nổi tiếng mắc nữa. Mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con? Con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Bằng đấy là ngày xưa quá. Không bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè. Đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn là mình cũng không có quá lãng mạn. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Tỏ tình với cô ấy. Đúng không? Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Mình đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, với nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau, và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Trời ơi. Quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua đó là sự lựa chọn, và hạnh phúc đơn giản là lựa chọn nha. Rồi, xin cảm ơn.